Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết thực tế Honda Super Edge 105 Edge 2021 nâng cấp thành xe đua tại thị trường Việt Nam. Đây là những cái chiếc xe được ứng dụng trong cái mùa giải là Việt Nam Moto Racing Championship 2022. Cái giải đua Việt Nam Moto Racing Championship 2022, viết tắt là VMRC 2022, đã lỡ bỏ cái hệ đấu là MX, thay vào đó là một hệ đấu Super Edge 105 Edge. Nếu so với những cái chiếc Honda Super Edge 105 Edge 2021 phiên bản thương mại, thì cái chiếc Super Edge 105 Edge 2021 dùng trong thi đấu có những nâng cấp để phù hợp hơn với cái điều kiện vận hành khắc nghiệt trên cái sân đua. Cái chiếc xe hôm nay được nâng cấp một cái bộ tem mới, phong cách là Honda Racing, đi kèm với phần logo từ nhà tài trợ. Các trang bị không cần thiết của chiếc xe đua như là hệ thống đèn, gương chiếu hậu đã bị lược bỏ. Honda Super Edge 105 Edge 2021 phiên bản xe đua không có hệ thống phanh ABS. Điều này giúp tay đua làm chủ chiếc xe tốt hơn trong những cái tình huống về phanh. Còn cái dàn chân cái phiên bản đua lần này không có gì thay đổi so với phiên bản thương mại, vẫn tận dụng cho mình cái mâm 17 inch, bọc bên ngoài là cái bộ lớp 100/80 phía trước, 130/70 phía sau. Chiếc xe được lắp đặt hệ thống trợ lực Race Boy. Trang bị này giúp chiếc xe ổn định hơn khi chúng ta di chuyển tốc độ cao, đặc biệt là trong cái góc cua. Hệ thống treo thì vẫn tận dụng cho mình cái phục lực upside down Suwa đến từ SFBB. Các chân mới đến từ là Anodin Racing. Nếu so với các chân nguyên bản thì cái dùng các chân mới cho phép điều chỉnh được vị trí cần số và cần phanh, nơi đặt chân dùng cái chất liệu nhôm CNC và được đặt cố định. Theo như chúng tôi được biết, một vận động viên tham dự cái hệ lịch Super Edge 105 Edge cho biết, cái động cơ chiếc xe đua này đã được nâng cấp một hệ thống nạp nhiên liệu và một hệ thống ống xả mới. Chung tích xăng thì vẫn được giữ nguyên. Cái chiếc Honda Super Edge 105 Edge phiên bản thương mại dùng cho mình cái động cơ là 149,2cc, cho ra công suất khoảng là 17 mã lực, đi cùng mô men xoắn cực đại là 13,7 Nm. Cái chiếc xe đua hôm nay tận dụng cái phần ống xả Yoshimura cho ra âm thanh quy lực hơn và có phần ồn ào hơn phần ống xả nguyên bản. Cái chặng đua đầu tiên ở mùa giải là VMRC 2022 sẽ diễn ra tại cái đường đua Đại Nam Bình Dương vào cái cuối tuần này. Cái hệ đấu của chiếc Super Edge 105 Edge có tổng cộng tới 19 tay đua tham gia tuyển chọn. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp, nhấn like, subscribe.